Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, một số công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã để dịch COVID-19 có cơ hội xuyên thủng ba tại chỗ, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế của tỉnh. Trước những khó khăn đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Bình Phước đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, vừa tăng cường các biện pháp phòng chống dịch để không có trường hợp nào bị lây nhiễm COVID-19. Ngay từ những ngày đầu khi bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, ở thời điểm địa bàn tỉnh chưa ghi nhận ca nhiễm, với phương châm chống dịch như chống giặc, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Bình Phước đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời nghiêm túc thực hiện các phương án đảm bảo an toàn trong sản xuất, chế biến, kinh doanh. Trên 1.000 cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động trong công ty đều phải cam kết thực hiện theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, giữ vững đơn vị an toàn về mọi mặt. Đảng ủy, ban giám đốc công ty Cao su Bình Phước thì đã thực hiện các cái chỉ đạo của tỉnh, của Sở Y tế theo các cái hướng dẫn chuyên ngành. Trong đó thì công ty đã thực hiện là xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh COVID và trong đó có các cái phương án để đối phó khi xảy ra cái dịch bệnh COVID. Để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, đặc biệt là trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh tăng lên từng ngày, công ty nhanh chóng thực hiện nghiêm phương án 3 tại chỗ. Đây là phương pháp không những giúp kiểm soát được tình hình dịch bệnh mà còn góp phần đảm bảo cho công ty duy trì hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh ổn định, bảo đảm chỗ ăn, chỗ nghỉ cho một nhà máy, 4 nông trường với số lượng người lao động lớn không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng vượt qua những bỡ ngỡ và khó khăn ban đầu, 3 tại chỗ dần đi vào hiệu quả với sự đồng lòng, chia sẻ từ ban lãnh đạo cho đến người lao động của công ty. Ở đây là công nhân đều tuân thủ đầy đủ các biện pháp từ nhà máy cũng đã dân nhất chỉ đạo cho đầy đủ hết. Mới ban đầu thì mình thực hiện 3 chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ và sản xuất tại chỗ. Thì cũng gặp nhiều khó khăn, tại mình bỡ ngỡ, bước đầu mình bỡ ngỡ. Rồi ban đầu bỡ ngỡ, tuy nhiên trong thời gian mà anh em ngủ nghỉ thì cũng có được sự chỉ đạo sâu sát của đảng ủy và ban giám đốc công ty. Và đặc biệt là đồng chí giám đốc công ty là xuống cùng với anh em, cũng thăm nắm từ chỗ ăn, chỗ nghỉ, chỗ sản xuất và chỉ đạo trực tiếp. Đấy, đó là một cái động lực rất lớn cho cái anh em, tổng thể anh em nhà máy ở đây. Đó thì vừa qua thì từ từ từng bước thì cũng đã đi vào ổn định. Là đơn vị có đến trên 70% người lao động tại các nông trường là đồng bào dân tộc thiểu số. Vấn đề tạo tâm lý yên tâm cho người lao động là điều vô cùng quan trọng để chuỗi sản xuất của công ty không bị đứt gãy và cùng công ty vượt qua đại dịch. Do đó, trong thời gian qua, lãnh đạo công ty không chỉ quan tâm hơn đến đời sống của công nhân bằng nhiều hình thức mà còn triển khai nhiều phần việc để công nhân có thể yên tâm lao động, sản xuất như tổ chức xét nghiệm PCR hàng tuần, đồng thời tiêm vaccine phòng dịch cho công nhân, đặc biệt là công nhân đồng bào dân tộc thiểu số. Theo như anh em công nhân ở ngoài, người ngoài là không biết, nhưng mà đối với tôi là tôi sẽ yên tâm mà làm ở trong này. Cho đến thời điểm hiện tại, dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tình hình sản xuất chế biến của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Bình Phước vẫn chưa bị ngưng trệ một ngày nào. Sản lượng ước thực hiện trong 7 tháng đầu năm 2021 là trên 2.000 tấn, đạt 32,2% kế hoạch cả năm. Công ty đảm bảo đủ việc làm và thu nhập bình quân cho người lao động với mức chi trả gần 5 triệu đồng một người một tháng. Mục tiêu của công ty trong cái thời điểm này thì là trước hết là thực hiện nghiêm các cái chỉ đạo của tỉnh, của ủy ban tỉnh, và cùng công ty sẽ cùng chung sức với địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Về phía công ty thì cũng là đặt mục tiêu là sẽ không có trường hợp nào có lây nhiễm COVID-19 để đảm bảo được cái hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn liên tục. Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đang khiến nhiều công ty doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Sự chủ động, linh hoạt của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Bình Phước trong thiết lập vùng xanh an toàn, đặc biệt là với ngành nghề nhiều đặc thù như ngành cao su, được kỳ vọng sẽ tạo ra vành đai bảo vệ an toàn, giúp chuỗi sản xuất không bị đứt gãy, góp phần cùng tỉnh thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.